đây là những cái ca mà lây nhiễm trong cộng đồng, thế nên là cái nguy cơ lây các cái địa phương khác là có thể xảy ra. Đặc biệt là chúng ta phải chú ý những cái người mà đi từ cái địa điểm dịch, ví dụ như tôi cho rằng các cái khu vực bệnh viện ấy, thế và liên quan tiếp xúc gần với những cái ca bệnh thì chúng ta phải rất là để ý. Và Bộ Y tế đã có cái yêu cầu là những cái đối tượng nào ở Đà Nẵng về thì phải cách ly tại nhà, đối tượng nào thì phải khai báo y tế và theo dõi sức khỏe. Vâng, vậy thì trong tình huống này, người dân ở các địa phương khác thì cần phải làm gì để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 thưa ông? Chính phủ vẫn chỉ đạo là chúng ta phải thực hiện theo cái bình thường mới. Nhưng mà vừa qua thì chúng ta, tôi thấy rằng kể cả các cấp chính quyền một số địa phương, thế rồi các ngành và đặc biệt là người dân chủ quan không thực hiện theo cái quy định đó. Nên giờ chúng ta có những trường hợp này chúng ta phải thực hiện nghiêm chỉnh, đặc biệt là đeo khẩu trang khi đi ra công cộng, vấn đề rửa tay khử khuẩn, thế rồi vấn đề khai báo y tế khi có những cái dấu hiệu ho sốt, khó thở, vân vân.